Chào mừng các em đến với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 4 tập 2 bài 103 Quy đồng mẫu số các phân số Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Quy đồng mẫu số các phân số theo mẫu Và các em có mẫu như sau Các em quy đồng mẫu số của hai phân số 5 phần 7 và 1 phần 4 Thì để quy đồng mẫu số của phân số 5 phần 7 và 1 phần 4 thì các em làm như thế nào? Ở đây các em hiểu quy đồng mẫu số của hai phân số 5 phần 7 và 1 phần 4. Có nghĩa là các em tìm ra hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 5 phần 7 và một phân số bằng 1 phần 4. Cụ thể các em làm như sau. Thì để quy đồng mẫu số của phân số 5 phần 7, các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5 phần 7 với mẫu số của phân số 1 phần 4, tức là các em nhân với 4. Như vậy các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5 phần 7 với 4. Các em có tử số là 5 x 4. Mẫu số là 7 x 4. Các em sẽ tìm ra được một phân số mới. Có tử số là 5 x 4 bằng 20. Mẫu số là 7 x 4 bằng 28. 20 phần 28 bằng phân số 5 phần 7. Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 1 phần 4. Thì để quy đồng mẫu số của phân số 1 phần 4 thì các em sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với mẫu số của phân số 5 phần 7, tức là các em nhân với 7. Như vậy, tử số các em có 1 x 7, mẫu số các em có 4 x 7. Như vậy, các em sẽ được phân số mới có tử số là 1 x 7 bằng 7, mẫu số là 4 x 7 bằng 28. Như vậy, các em có phân số mới là 7 phần 28 bằng 1 phần 4. Thì 5 phần 7 bằng 20 phần 28, 1 phần 4 bằng 7 phần 28. Tức là các em đã tìm ra hai phân số 20 phần 28 và 7 phần 28. Hai phân số này có mẫu số bằng nhau và cụ thể là bằng 28. Trong đó 20 phần 28 bằng 5 phần 7 và 7 phần 28 bằng 1 phần 4. Như vậy là các em đã quy đồng mẫu số của 5 phần 7 và 1 phần 4. Các em được 20 phần 28 và 7 phần 28. Như vậy theo mẫu game em làm câu A, các em quy đồng mẫu số của hai phân số 3 phần 4 và 3 phần 5. Thì để quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 4 và 3 phần 5. Thì đầu tiên các em quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 4 trước. Thì để quy đồng mẫu số của phân số 3 phần 4, các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với mẫu số của phân số 3 phần 5, tức là các em nhân với 5. Như vậy các em có tử số là 3 x 5 mẫu số là 4 x 5. Như vậy các em sẽ có tử số là 3 x 5 bằng 15, mẫu số là 4 x 5 bằng 20, 3 x 4 bằng 15 x 20. Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 3 x 5. Các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với mẫu số của phân số 3 x 4, tức là các em nhân với 4. Như vậy tử số các em có 3 x 4, mẫu số các em có 5 x 4. Các em được tử số là 3 x 4 bằng 12 Mẫu số là 5 x 4 bằng 20 Như vậy 3 x 5 bằng 12 x 20 Vậy quy đồng mẫu số của phân số 3 x 4 Và phân số 3 phần 5 Xem được 15 x 20 Và 12 x 20 Hai phân số này có cùng mẫu số là 20 Tiếp theo các em sang câu B, các em quy đồng mẫu số của phân số 7 phần 8 và phân số 8 phần 7. Thì đầu tiên các em quy đồng mẫu số của phân số 7 phần 8 trước. Để quy đồng mẫu số của phân số 7 phần 8, các em sẽ nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với mẫu số của phân số 8 phần 7, tức là các em nhân với 7. Như vậy tử số là 7 x 7, mẫu số là 8 x 7. Các em được phân số mới có tử số là 7 x 7 bằng 49. Mẫu số là 8 x 7 bằng 56. Như vậy 7 phần 8 bằng 49 phần 56. Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 8 phần 7. Bằng cách các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số này. Với mẫu số của phân số 7 phần 8, tức là các em nhân với 8. Thì tử số là 8 x 8 và mẫu số là 7 x 8. Các em được phân số mới có tử số là 8 x 8 bằng 64. Mẫu số là 7 x 8 bằng 56. Như vậy 8 phần 7 bằng 64 phần 56. Vậy quy đồng mẫu số của 7 phần 8 và 8 phần 7 kem được 49 phần 56 và 64 phần 56. Tiếp theo kem sang câu C. Kem quy đồng mẫu số của phân số 9 phần 5 và 7 phần 12. Thì đầu tiên kem quy đồng mẫu số của phân số 9 phần 5 trước các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số 9 phần 5 Với mẫu số của phân số 7 phần 12 tức là các em nhân với 12 Thì như vậy tử số là 9 x 12 Mẫu số là 5 x 12 Các em sẽ được tử số là 9 x 12 bằng 108 Và mẫu số là 5 x 12 bằng 60 Như vậy 9 phần 5 bằng 108 phần 60 Tiếp theo các em quy đồng mẫu số của phân số 7 phần 12 Bằng cách các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số này

Tiếp theo em sang bài tập số 2, quy đồng mẫu số của hai phân số 2 phần 3 và 5 phần 12. Và ở đây người ta gợi ý cho các em như sau, chọn 12 là mẫu số chung để quy đồng mẫu số của hai phân số trên. Thì mục đích của việc quy đồng mẫu số của hai phân số 2 phần 3 và 5 phần 12 là các em tìm ra hai phân số có mẫu số bằng nhau, trong đó một phân số bằng phân số 2 phần 3 và phân số còn lại bằng phân số 5 phần 12. Thì ở đây các em nhận thấy là 12 chia hết cho 3 như vậy các em sẽ chọn 12 là mẫu số chung Chọn 12 là mẫu số chung có nghĩa là các em tìm ra hai phân số có mẫu số bằng 12 Trong đó một phân số bằng 2 phần 3 và một phân số bằng 5 phần 12 hai phân số có mẫu số bằng 12 như vậy là phân số 5 phần 12 các em không cần cần phải quy đồng các em giữ nguyên các em chỉ việc quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 3 thì quy đồng mẫu số của phân số 2 phần 3 các em quy đồng bằng cách các em lấy mẫu số chung là 12. Các em chia cho mẫu số của phân số 2 phần 3, tức là các em lấy 12 chia 3 bằng 4. Sau đó các em nhân cả tử số và mẫu số của phân số 2 phần 3 với 4. Thì các em sẽ có tử số là 2 x 4 và mẫu số là 3 x 4. Các em được phân số mới có tử số là 2 x 4 bằng 8. Và mẫu số là 3 x 4 bằng 12. Và các em giữ nguyên phân số 5 phần 12. Như vậy các em quy đồng mẫu số của 2 phần 3 và 5 phần 12 các em được 8 phần 12 và 5 phần 12. Trong đó 8 phần 12 bằng 2 phần 3, 5 phần 12 bằng 5 phần 12. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình ghi chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video. Thì động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học tập online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp